chủ nhà Philippines ưu ái tuyển Việt Nam. Tất cả các buổi tập của tuyển Việt Nam đều được ban tổ chức bố trí trên sân thi đấu chính thức Rio Memorial. Nhờ đó thầy trò huấn luyện viên Philip Trucci có thể thích nghi, chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với chủ nhà Philippines. Sau thời gian di chuyển và nghỉ ngơi, tối ngày 13 tháng 11, đội tuyển Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Philippines, chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà thuộc khuôn khổ bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Do các sân tập có thể sử dụng được đều ở khu vực rất xa khách sạn nên ban tổ chức nước chủ nhà đã ưu ái bố trí cho đội tuyển Việt Nam tập trên sân thi đấu chính thức Rio Memorial, cỏ nhân tạo. Từ buổi đầu tiên cho tới khi trận đấu diễn ra, đây là điều khá hiếm gặp ở các giải đấu quốc tế có thể thức lượt đi, lượt về, khi đội khách thường phải tập sân phụ và chỉ được làm quen sân thi đấu chính thức một ngày trước khi trận đấu diễn ra. Thậm chí không ít lần, đội tuyển Việt Nam chỉ được tham quan chứ không tập trên sân chính thức do ban tổ chức muốn giữ mặt cỏ ở trạng thái tốt nhất. Động thái từ chủ nhà Philippines giúp thầy trò huấn luyện viên Philip Trucci có nhiều thuận lợi trong việc làm quen với mặt sân thi đấu, triển khai giáo án chuẩn bị cho trận đấu ngày 16 tháng 11 tới. Sân Rio Memorial cũng là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm đẹp đối với các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Trong đó có Đỗ Hùng Dũng từng thi đấu và ghi bàn trên sân này khi cùng đội U23 Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 2019. Trước khi sang Philippines, huấn luyện viên Trucci đã cho các học trò tập sân cỏ nhân tạo tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Vì vậy, hầu hết các cầu thủ không quá bỡ ngỡ. Việc phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo không hẳn là lợi thế với chủ nhà Philippines, khi đa số cầu thủ đều quen thi đấu mặt cỏ tự nhiên và cũng chỉ có khoảng một tuần tập luyện cùng nhau trước cuộc tiếp đón tuyển Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.